Hồi tháng 1 vừa qua, Flybe được cứu khỏi bờ vực sụp đổ, giờ đây với sự tụt giảm lượng hành khách cùng với lượng hủy chuyến tăng cao. Hãng hàng không này không thể gắn gượng. Hơn 2.000 công an việc làm của những nhân viên sân bay và của các chuỗi cung ứng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng tôi cảm thấy rất rất buồn. Flybe tất nhiên không phải là trường hợp duy nhất ngành hàng không toàn cầu đang lao đao. We could see the Chúng tôi có thể dự đoán thiệt hại về mặt doanh thu sẽ vượt quá con số 100 tỷ đô la, khoảng 19% doanh thu toàn cầu của ngành hàng không. Đây là mức sụt giảm sánh ngang với những gì mà một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra. Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh đang tăng mạnh. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu giờ đây chuyển từ ngăn chặn lây nhiễm sang giai đoạn kiềm chế tác động của dịch bệnh. Kế hoạch đang được triển khai nhằm đối phó với tình huống tệ nhất có thể xảy ra khi đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn vô pháp vô thiên. Có những kịch bản mà theo đó lực lượng cảnh sát sẽ rõ ràng là họ sẽ bảo đảm an toàn cho người dân, nhưng họ sẽ ưu tiên một số nhiệm vụ nhất định và tất nhiên lực lượng quân đội cũng sẵn sàng hỗ trợ, nhưng chỉ khi tình huống tệ nhất diễn ra. Các cuộc tụ tập đông người lớn trên khắp châu Âu đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn từ các cuộc triển lãm thương mại cho đến sự kiện thể thao. Những thiệt hại kinh tế bắt đầu có tác động. Italy đóng cửa tất cả các trường học, trường đại học trên cả nước. Thành phố Venice, vốn chật kín du khách giờ đây cũng gần như bỏ hoang. Lượng khách du lịch trên toàn thế giới cũng giảm. Số ô tô bán ra lại Trung Quốc giảm 80% trong vòng một tháng. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn IMF đã hạ giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu, đồng thời tung một gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ đô la cho những nước nghèo đang phải vật lộn với virus Corona. Chúng tôi có sẵn 10 tỷ đô la để cho các quốc gia thu nhập thấp vay với lãi suất 0%. Và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ ưu tiên các nước, đặc biệt là các quốc gia châu Phi đang gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều các quốc gia châu Phi sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn khi đối mặt với đại dịch. Một nghiên cứu gần đây cho biết, các quốc gia như Nigeria, Ethiopia, Sudan, Angola, Tanzania, Ghana và Kenya là những nước dễ tổn thương nhất ngăn chặn virus xâm nhập sẽ ngày một trở nên khó khăn hơn đặc biệt khi nó đã lây lan ra toàn cầu từ những dữ liệu cho thấy năng lực y tế đóng một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát mức độ nguy hại của virus tôi nghĩ rằng tăng cường đầu tư cho y tế nói chung sẽ là một chiến lược khá đúng đắn một điểm sáng trong thời điểm này đó chính là số ca nhiễm mới tại trung quốc trung tâm của đợt bùng phát dịch tiếp tục giảm nhưng liệu các quốc gia khác có thể theo gương trung quốc hay không thì vẫn là câu hỏi ở thị tương lai